Sinh khóa 1, xứ Thái Bình, quan hệ với gia đình, với anh thơ, anh chị thơ, con gái cụ do Phạm Hân là trưởng đoàn, xin kính mời đoàn vào thắp hương. Trưởng đoàn xin kính mời đoàn vào thắp hương.
mời đoàn đại biểu anh em con bác, bà bá Đông Trà, anh ông Mô do ông Chu Bảo Nhân là trưởng đoàn. Mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu gia đình bà Loan Đông Tiến Thái Đô do bà Loan làm trưởng đoàn xin kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu các cháu là bạn của cháu Kỳ ở thành phố Hải Phòng kính viếng. Xin chào kính mời đoàn đại biểu con cháu Nguyễn Tộc Cành Ba thôn Đông Đoàn do Nguyễn Văn Diệu là trưởng đoàn xin kính mời đoàn. Cán bộ tư pháp khu Đông Tiền Hải cùng công tác với ông Mô con rể cụ Phong do ông Vũ Đức Hiền là trưởng đoàn xin mời đoàn vào tháp hương. Chiến dịch Hồ Chí Minh xã Long Quý do đồng đội với ông Mô là bạn của ông Toàn bà Yến do mà làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu các cháu Thế Đương Luyến xã Thái Đô Thái Thụy. Đoàn đại biểu hội đồng môn khóa 1977 1978 bà Hoa Xuyên do Nguyễn Xuân Phòng là trưởng đoàn. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu gia đình ông bà Ngọc Khánh, gia đình ông bà Minh Lộc là thông gia với ông bà Toàn, ông bà Đấu, bà Tính, bà Lan cùng kính viếng hương hồn cụ. Chân thành cảm ơn đoàn, xin mời đoàn an toàn. Đoàn đại biểu nhà máy ga công ty xứ Đông Lâm quan hệ với con gái cùng phong do Vương Xuân Điện đức làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương.
các cháu bằng nam ở thành phố Hải Phòng là bạn của cháu Kỳ. Do cháu bằng làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Các cháu nội ngoại do cháu Nguyễn Cao Kỳ làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Xin kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ viếng của đoàn đã hoàn tất. Ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu, ban công tác mặt trận cơ sở thôn Đốc Thuận do Bùi Đình Chiến, phó bí thư chi bộ làm trưởng đoàn kính mời đoàn. Xin kính mời hai vị đại biểu lên mặt đế. Phút mặc niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu các cháu, cháu Thịnh, cháu Tâm, thành phố Hải Phòng vào dân lễ dân hương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban quản trị dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp Đông Quý, do Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Xuyên con rể cụ Quang do Phạm Văn Dương Ngọc Dậu làm trưởng đoàn kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn đại biểu hội đồng ngũ 1975 cùng với con rể cụ
do Thắng làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu bà con xóm ngõ với bà Toàn, ông Yến với bà Toàn, với ông Toàn bà Yến là con của cụ Vong, do bà Đỗ Thị Nhung làm trưởng đoàn. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Bà con sống quá với ông bà Hoa Xuyên là con gái, con rể cụ Mong, do ba làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu anh em ông Đề là con bạn của con rể cụ Phong, do ông Đa làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu xóm ngõ với ông bà Hoa Xuyên là con gái, con rể cụ Phong. Phút mặc niệm bắt đầu. Bà con xóm ngõ với bà Thanh, con gái cụ Phong, do Đỗ Văn Tăng làm trưởng đoàn, kính mời đoàn vào. Anh chị em bà Kẹo, bà Ngọt là cháu của cụ Mong, xin kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Phút mặc niệm bắt đầu. Anh em của ông Đề là ông Đề là con rể của cụ Phong, do ông Toàn làm trưởng đoàn, kính mời đoàn. Kính mời đoàn vào dân lễ dân hương. Kính mời
việc bắt đầu. Đoàn đại biểu gia đình ông bà Vận là anh của bà Yến, ông Toàn, con trai con dâu cụ Vong, do Vận làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân khóa 1978-1980 cùng với ông Xuân con rể cùng Vong. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu Hội đồng nghiệp Công ty May Hiệp Hòa là bạn của cháu Phan, do cháu chính làm trưởng đoàn. Hội đồng Nhân khóa 1986-1989 là bạn của bà Hạnh, con gái cùng Vong, do Vũ Minh Truyền làm trưởng đoàn. Dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình phụ khiết thôn Lốt Luận là thông gia của cụ Vong, ông Do Nguyễn Văn Niết là trưởng đoàn, xin kính mời đoàn vào. Mời đoàn vào thắp hương.
đại biểu Hội sinh vật cảnh làng Hải Nhuận do ông Ngô Văn Khả là trưởng đoàn. Xin mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lạc Thiện, xã Đông Phong, quan hệ với con rể và con gái của Vong do ông Trần Văn Thế là trưởng đoàn. Là vàng hương để con rể của Vong.